Chuyện tình báo Mời các bạn tiếp tục đón nghe Phần 3 Tiểu thuyết tình báo dài kỳ Của tác giả nhà văn Mai Vũ Tổ điệp báo A13 Trong nhà hàng Đanh xin Kim Sơn đang nhảy với một vũ nữ, còn đi bờ ra ngồi ngoài, chăm chú quan sát anh. Khi hết một xô, anh trở lại chỗ ngồi. Đi bờ ra đưa cho anh một ly bia và chợt hỏi: "Ông đi với Việt Minh lâu thế, sao chưa được vào đảng nhỉ?" "Ông lầm rồi, tôi là đảng viên." Kim Sơn quả quyết. "Ông còn lâu mới là đảng viên cộng sản." "Ở hay, ông lại biết về tôi hơn." Kim Sơn khẳng khăng. khăng không ông quá tự do thoải mái sinh hoạt tùy hứng biết ăn biết chơi khoái nhảy nhót thích đọc sách và tư duy độc lập có chính kiến riêng tiếp người như vậy khó mà dung hòa với cộng sản nếu không coi trước bàn gai lý lịch của tôi chưa chắc ông đã dám quả quyết như vậy chỉ bằng con người ông và cách sinh hoạt của ông tôi có thể hiểu ông đi theo việt minh có thể chỉ là sự bồng một ban đầu của tuổi trẻ Điều ông nói vừa rồi Có thể xúc phạm đến danh dự của tôi Thưa ông Dư Lòng khát cao tự do Và độc lập sục sôi trong con tim 25 triệu dân đất Việt Cộng sản và quốc dân là một Tôi là một người công dân Một người kháng chiến Một người cộng sản Nhận mình là cộng sản Vậy anh không sợ ăn đạn của chúng tôi sao Không Anh không thể là cộng sản Trời đất Thế mà tôi cứ đinh ninh rằng với các ông thu phục được một người cộng sản mới có giá trị phải anh nói đúng nếu những người cộng sản không thọc gậy bánh xe thì chúng tôi đâu có phải lao tâm khổ tứ như hiện nay và số phận cái xứ đông dương này cũng đã được định đoạt từ khuya rồi nhưng thôi uống đi nhảy nhót nào anh bạn trẻ thân mến tiếc rằng anh còn quá trẻ để có thể hiểu tôi giọng đi bờ ra đượm vẻ ưu tư Nhà khiêu vũ lại trỗi dậy Kim Sơn quay lại Xin phép thiếu tá ra gật đầu Anh bước đến một chỗ vũ nữ xinh xắn Rất hân hạnh được đi bản này với người đẹp Anh vừa dìu cô gái ra giữa sàn nhảy Vừa liếc mắt vào tấm gương lớn phản chiếu Bắt gặp cái nhìn soi mói của ra Hướng về phía anh Trên xe Jeep Đang di chuyển rời khỏi Hà Nội Đi bờ ra hỏi kim sơn anh thấy sinh hoạt ở hà nội như thế nào không đến nỗi Đi bờ ra nhèo mắt ngoài đó chắc việt minh tuyên truyền om sòm rằng bọn thực dân xâm lược đang khốn đốn thiếu rau thiếu gạo vì các đội bao vây kinh tế địch của họ phải không các đội bao vây kinh tế địch của chúng tôi hoạt động không tồi nhưng phải nhận rằng các ông có phương tiện tiếp tế tốt ít ra từ hôm vào thành đến nay tôi cũng được nghe ông khen chúng tôi được một điều chứ cảm ơn sự độ lượng thành thật của ông kim sơn cười cái gì của sê Gia thì phải trả cho sê Gia thôi đi ra cười tạ đành là vậy nhưng đôi khi người ta cư xử theo cảm tính thương thì củ ấu cũng tròn ghét thì bồ hòn cũng méo hễ cái gì của kẻ thù cũng rất xấu Kẻ thù làm gì cũng thối tất Ấy là chưa kể đến tính sĩ diện nữa chứ Tôi xin kể cho ông nghe Một chuyện này Đảm bảo tật 100% Tại mặt trận Quảng Trị Một tiểu tá Pháp tên là Được Quang Tê Bị Việt Minh bắt làm tù binh Trong trận tấn công vào Đông Hà Trong trại giam Quang Tê viết thư cho Bộ Chỉ huy Pháp Tại thị xã Quảng Trị Xin tiếp tế thức ăn và bông băng Một anh lính vệ quốc Hẳn là người được Việt Minh hết sức tin cậy Được ban chỉ huy trung đoàn 95 Giao nhiệm vụ Cầm thư về gặp người Pháp Tất nhiên Anh lính này được tiếp đãi tử tế Bữa ăn trưa Người ta mời anh một mâm cơm thịnh soạn Kèm theo cà phê sữa, sô-cô-la Người ta hỏi anh Trên chiến khu ăn uống như thế nào? Anh ta nhìn mâm cơm bĩu môi Bảo rằng trên chiến khu Anh ta chỉ quen dùng cà phê sữa Và sô-cô-la kèm theo bát sốt vang vào bữa sáng cả hai phá lên cười thế đấy đi ra kết luận chúng tôi đã quen với những câu trả lời giả dối như vậy cho nên vừa rồi không phải là tôi cảm ơn lời khen của ông mà là cảm ơn sự thành thật của ông đối với chúng tôi kim sơn thôi cười chỉ căn cứ vào ba câu nói và cử chỉ thì khó mà đo hết lòng người tôi hy vọng về lâu về dài Ông sẽ hiểu chúng tôi hơn Đi Ra gật đầu Tôi cũng hy vọng Ông sẽ hiểu con người thật của tôi hơn Ông Sơn này Những người như ông Hồng Quân Ngoài ấy có nhiều không Tôi chỉ biết số anh em Cùng dân Nam Bộ Họ không ít đâu Khối người còn là bậc thầy của anh Hồng Quân ấy chứ Thí dụ Ông nghĩ là tôi nói dóc phải không Sơn hỏi lại Dibra Hơi lúng túng song lại nghĩ vậy ông quên mất câu ngạn ngữ này hay sao hãy chỉ cho tôi xem bạn của anh rồi tôi sẽ nói anh là người thế nào kim sơn giọng nghiêm trang hẳn lên họ không phải là hạng người dễ mua chuộc như bảy viễn năm lửa cũng không phải là thứ người máu nóng dễ đi tới quyết định ly khai chỉ vì xích mấy cá nhân với việt minh như hồng quân xin lỗi ông lẽ ra tôi không nên nói như thế về cấp trên của mình nhất là khi ông ta lại vắng mặt nhưng sự thật là như vậy có lẽ nói chuyện những con người ấy ở đây không đúng chỗ và bất lợi cho họ vì khá nhiều người còn đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy kháng chiến của việt minh đi bờ ra chạm vào tay kim sơn chúng ta sẽ quay lại đề tài này vào một ngày đẹp trời tất nhiên Trong bốt chùa thông, đại úy Mali Gersep trải tấm bản đồ bố phòng và nói Các ông đã thấy toàn bộ địa hình, vùng phụ cận và cách bố phòng của chúng tôi. Bây giờ xin cho kế hoạch của ông. Kim Sơn bình thản Chúng tôi sẽ xin đi đánh bốt Với một đại đội Không Chúng tôi sẽ xin một tiểu đoàn Xin đi đánh một chỗ nào đấy Rồi nửa đường tạt ngang về bốt này Vibra gật đầu Kế hoạch này ổn đấy Đại úy thấy sao Maliger chỉ tay xuống tấm bản đồ Nơi đánh dấu một cây cầu Tôi nhắc lại Trước khi qua cây cầu này Tất cả phải trúc mũi súng xuống, xuống đất Đến cách bốt 50 mét Thì phải hạ toàn bộ vũ khí Nếu những người của chúng tôi Ước lượng cự ly Không được chính xác lắm Các ông có thể bắn không Đại đội trưởng Hồng Quân Đề nghị tôi bàn kỹ với các ông việc này. Được thôi. Malizer lại chỉ tay xuống tấm bản đồ. Điểm ngay cách bốt 50 mét, tôi sẽ cho cắm cờ. Cứ đến đó thì ném vũ khí xuống. Chợt tối, trong bốt, trong lúc đi bước ra và xếp bốt nâng cốc chúc chuyến đi của Kim Sơn. Thái giả soát lần cuối cùng những hàng hóa mang theo lỉnh kỉnh nặng nề. Nào là sữa bột Wigo, nào là bánh sampa, xà bông thơm, khăn mùi xoa, cây bút, nào là vải kaki, nào là thuốc tẩy. Anh nói với một viên sĩ quan. Đại úy Malizer hứa cho một người lính vác hộ chúng tôi xuống cầu đổ. Viên sĩ quan ngoắc tay. Một tên lính ngụy mặc đồ quần áo dân vùng tự do bước tới. Thưa sếp, em có mặt. Tốt, anh thử mang xem. Có sộc sạch gì không? Tên lính sóc ba lô lên vai và nhảy nhảy. Chắc như nêm cối rồi ạ. Dibra nhìn đồng hồ bảo Kim Sơn. Đến giờ lên đường rồi. Chờ tin thắng lợi của ông. Hai người siết chặt tay nhau. Đại úy Malizer mỉm cười. Tôi sẽ ra lệnh cho lính bắn móc VJ để dọn đường cho các ông. Cảm ơn đại úy. Tiếng súng cối nổ liên hồi ở phía xa. Ba người ra khỏi bốt lúc trời tối hẳn. Họ đi như chạy trên cánh đồng. Đến một cái quán ở giữa cánh đồng, chợt nghe tiếng quát. Ai? Đứng lại! Từ trong bóng tối có tiếng chân người chạy rầm rập, tiếng súng nổ, tiếng quát tháo. Việt gian! Bắt lấy nó! Việt gian! Kim Sơn đang ngơ ngác thì bị mấy người túm lấy, ghi ngay xuống đất anh vừa định lên tiếng thì một bàn tay bịt miệng anh lại và người ấy cúi xuống ghé sát tay anh. Mai đây, cứ bình tĩnh, đâu sẽ vào đấy tất. Còn Thái và tên lính chạy thục mạng, một bóng tên to như hộ pháp tay cầm dao đè sấp Thái xuống đất. Người đè Thái cũng ghé tay anh nói nhỏ. Người của ông Tạo đây. Anh và tên lính cứ việc quay về báo là Kim Sơn đã bị bắt. Mọi chuyện tiếp theo sẽ có liên lạc sau Thái nói Tôi hiểu rồi Chỉ xin anh ấy giúp tôi tí máu Người kia buông Thái ra ngập ngừng Thái bảo Chém vào tay đi Chém một cái Người này ngần ngừ Thái rằng lấy con dao Tự chém vào cánh tay Rồi rút khẩu súng lục Giấu trong người Bắn chỉ tiên một phát Và bảo người kia Kêu tất thanh đi Anh này ôm bụng ngã vật ra Thái trồm dậy bắn mấy phát nữa và chạy theo hướng tay đồng đội vừa chỉ. Khi đuổi kịp tên lính, tên này sợ run lên, không còn chạy được nữa. Tiểu Tào nói. Chắc, chắc chết mất, xem ơi. Thái gắt, cầm miệng, nấp vào đây. Anh kéo hắn vào một gốc cây ung tùm. Đám người áp giả sơn đi ngang qua. Cố ý kháo nhau thật to. Mới bắt được thằng này, còn hai thằng kia chắc cũng chạy quần đâu đây thôi. Một người giả bộ đi khẩu kiễng chửi thề Mẹ kiếp Nó bắn sượt qua chân tớ Nhưng cũng bị tớ chém một nhát cho nên thân Cụt đến tận nách chứ trả trời Mấy cái nùn rơm được đốt lên Thái nhìn lên Thấy tên lính run cầm cập Miệng há hốc Anh bấm vào lưng ngắn Đừng sợ Bên ngoài có tiếng gắt Đồng chí nào đốt lửa đấy Muốn sơn móc chia của thằng chùa thông thì bảo những đốm lửa tắt ngấm và dường như đoàn người đã bỏ đi chờ cho họ đi khỏi Thái và tên lính mới tìm về bốt chùa thông Dơ nhìn thấy cánh tay Thái bị thương máu mê bề bết hốt hoảng ông bị thương à vâng chúng tôi bị phục kích một tên vẹn chém trúng tay tôi may mà chỉ sơ sơ thôi ông Kim Sơn đâu mà Lý Dơ lo lắng hỏi Thái thở dài Ông ấy bị bắt rồi Làm ơn cho tôi liên lạc ngay với thiếu tá Libra Trong phòng làm việc Libra hét vào ống điện thoại Quỷ ta mà bắt cả anh Và tội du kích khốn nạn Đại úy Chờ ngay ông ta về Hà Nội Hắn giận dữ Dập ống nghe xuống tổ hợp Tới pháp thuộc ở Hà Nội Có một bệnh viện trên chữ trị Cho sĩ quan và binh lính Đó là nhà tương đồn tùy ngày nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nó nằm ngay ở đầu đường Gambetta, bây giờ là đại lộ Trần Hưng Đạo, sát bờ đê sông Hồng. Theo lệnh của Dubora, Thái được trở ngay đến nhà tương đồn thủy. Dubra đến thăm Thái ngay. Thái thở dài, nắm lấy tay Dubra vẻ nhận lỗi. Thiếu tá tả lỗi, tôi đã không bảo vệ được ông Kim Sơn. Không sao, thua keo này, ta bảy keo khác anh cứ yên tâm ở đây dưỡng thương rồi chúng ta tìm cách cứu kim sơn sau thưa thiếu tá tôi chỉ bị vết thương phần mềm xin thiếu tá can thiệp để bác sĩ cho phép tôi xuất viện ngay sáng nay tuyệt lắm anh không làm tôi thất vọng nhưng không nên vội mai tôi sẽ quay lại cảm ơn thiếu tá thái nằm trên giường hút thuốc liên tục một chiếc xe chở thương binh chạy vào viện người ta khiêng vào một kẻ đầu quấn băng miệng đang là hét. Hắn bị ở phố lu. người nằm cạnh Thái nói. Thế còn anh? Đồng khê, đó là một cối say thịt người. Việt Minh sơi tái cả trung đội. Mình tôi phúc bảy mươi đời, chỉ bị thương thôi. Thái thở dài. Nhiều thương bình quá. Ở đây thấm táp gì? Bọn đuôi què mẻ sứt đang nằm la liệt bên nhà thương phủ soãn với cống vọng nữa. Việt Minh xóa sổ, mấy dèm là ít. Mấy phút sau, tay thương binh vừa vào bỗng tịch như sáo. Hắn nhỏm dậy, đưa mắt nhìn quanh, rồi ồ lên. Đại ca! Hắn sấn lại chỗ thái nằm. Anh nhận ra tên lính commando đệ tử của mình, mà anh đã chia tay với hắn ở nhà thổ đường tàu bay. Dính rồi à? Đại tá cũng có thoát đâu. Dù kích sời đấy. Còn em chọc nhau với chủ lực Việt Minh, hẳn hoi. Bố khỉ Chúng nó cứ tưởng cái sọ dừa của em Là một bãi cứt Găm luôn vào đấy Cả một mảnh móc chi ê To tổ bố Mẹ kiếp Rồi thì chết cả nút Đột nhiên Mắt hắn trợn ngược Toàn lòng trắng Mặt trắng bạch Hắn đứng dậy hát nghiêu ngào Ở chợ dầu Có cô hàng cà phê Người đâu trông mà duyên dáng thế Cô hay cười Anh giữ tay hắn Cậu làm sao thế Hắn trợn mắt để anh ra Cười khanh khách Tao Tao Cả Hà Nội Ai chả biết Toa là thằng Thái Thái ma cô Thái đồ tể Thái anh chị Toa có giỏi Thì ra mà đánh nhau với Việt Minh Toa có nấp trong váy Của mấy con đĩ Ở đường tàu bay Cũng không toát được tay Việt Minh Ngày mai chúng nó về Chúng nó chặt đầu Mấy thằng làm ở phòng nhỉ trước tiên Mày có theo Việt Minh cũng đếch tiền tòa đâu Tất cả chúng ta chỉ là những con tốt đen trên bàn cờ mà thôi Thí lúc nào trả xong Thái choáng váng ngồi im Còn hắn vùng chạy ra phía sân hát ông ổng Đám nhân viên vội vã chạy tới Ghi chặt lấy hắn lôi đi Người nằm cạnh Thái thở dài Tội nghiệp chắc nó bị trúng đạn vào đầu Phát điên mất Chấp làm chi Thái thở thẫn, bước ra ngoài sân bệnh viện. Trong tâm trí anh vang lên tiếng cười và tiếng la hét của tên lính con mang đồ. Mày có theo Việt Minh cũng đấy tìm mày đâu? Tao với tất cả chúng mày chỉ là những con tốt đen trên bàn cờ mà tôi. tí lúc nào trả xong. Người nằm cạnh giường bước tới bảo Thái. Nó đang hấp hối. Anh xuống với nó một tí. Tái tờ dài bước vào phòng Nơi tên con đô đang ngấp hối Anh đưa tay vuốt mắt cho hắn Người bên cạnh thì tào Em lần trong túi áo nó Chả thấy đồng bạc nào Giấy tờ địa chỉ Quê quán cũng không Anh lặng lẽ theo sau cái cáng Của nhân viên bệnh viện Đưa tên con đô xuống nhà xác Bề tai anh văng vẳng câu hát Nghêu ngao của kẻ vừa chết Ở chợ dầu Có cô hàng cà phê Người đâu trông mà duyên dáng thế Trong những con cáo giả thực dân Pháp ở Đông Dương Sô có thể liệt vào kẻ trung thành số 1 Với quyền lợi của nước Pháp Con người này là một gạch nối giữa hai hình thức cai trị Thực dân kiểu cũ Bằng cặc bò, dày sang đá, xà lim Với thực dân kiểu mới khôn ngoan, lừa mị Và bàn tay sắt bọc nhung Trước năm 1945, Cút Sô làm công sứ ở Sơn La, nơi có nhà tù nổi tiếng, giam giữ các tù nhân cộng sản. Không ít các tù nhân cộng sản nổi tiếng như Tô Hiệu, Trần Quốc Hoàn, Ngô Minh Loan đã đối mặt với hắn. Và khi cô Sô đối lý, thì bao giờ hắn cũng là người đầu tiên đưa tay ra giàn hòa cùng với nụ cười thân thiện. Kỳ phát xít Nhật và Đông Dương, tình thế Pháp mong manh như sợi chỉ buộc chung. Biết rõ tình thế đó Các đồng chí trong nhà tù Sơn La Đã chủ động làm việc với Cút Sô Người được cử đi điều đình với Cút Sô lúc đó Là đồng chí Trần Quốc Hoàn Các đảng viên Cộng sản phân tích cho Cút Sô hiểu Tình thế của Pháp lúc bấy giờ Và đòi trả tự do để cùng người Pháp đánh Nhật Cút Sô ở trong tình thế lựa chọn Giữa cái xấu và cái xấu hơn Cuối cùng hắn đành chấp thuận Thế là gần 200 anh em tù chính trị Sơn La được giải thoát. Cuso còn cung cấp cả lương thực, súng đạn cho anh em để cùng Pháp đánh Nhật. Khi tù chính trị của ta về đến gần hòa bình, thì được lệnh của Trung ương phân tán tức thi để phòng xô phản chắc. Quả nhiên, khi tù chính trị đi, hắn cũng dần dần hiểu ra là hắn đã bị các tù nhân cộng sản lừa, liền cho quân đuổi theo đón lõng ở dốc Cun Hòa Bình. Nhưng chúng phục kích mãi mà chẳng bắt được ai. Năm 1945, lực lượng này là những hạt nhân cách mạng chính lãnh đạo khởi nghĩa ở các tỉnh. Từ đây, Cusco rêu rao là mình đã có công trả tù chính trị để họ góp phần đắc lực vào cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Đi đến đâu, Cusco cũng cho mình là người Pháp mới và không quên nhắc lại chuyện ở Sơn La. Ở cương vị cố vấn cơ mật của Bảo Đạo, trong tình thế hiện nay cô xô hiểu rõ hơn ai hết thế tranh vênh của nước pháp quân trung cộng đang tràn xuống Việt nam như nước vỡ bờ đại lục trung hoa sắp rơi vào tay cộng sản còn nước pháp thì vẫn ốm nhom sau khi đã vặt kiệt sức để đánh nhau với đức đông dương có nguy cơ rơi vào tay người mỹ pháp chỉ có thể đứng chân và tồn tại ở xứ đông dương khi có một chính quyền đủ mạnh và trung thành tuyệt đối với Pháp. Nhưng bây giờ, ngoài bảo đại gia biết trông vào ai. Cú sâu vớ hộp dầu nhị thiên đường, xoan nhẹ lên hai tái dương, cầm tờ báo ngả lưng ra thành ghế đọc, chăm chú những hàng tít lớn, chạy gần suốt trang nhất. Bù la ác đi, Lê ông Pi Nhông trở lại. Hiệp ước ngày 8 tháng 3, phán bài mới của những con bạc cũ. Cô Sô nhíu mày đọc tiếp Ngay từ khi diễn ra tổng tuyển cử Cái bốc chính thức đưa ông De Gôn Và đảng tập hợp vì nền Cộng Hòa Của ông ta nhảy lên vũ đài Lập nội các mới Tay cho Thủ tướng cấp tiến Andre Marie Đã bước hẳn sang hữu Cho Bồ về vườn Và đưa lê ông Pì Một nhân vật đã từng bị tất sụp Cùng với sự sụp đổ của Ramadier trở lại trước cao ủy Đông Dương. Rồi cũng không buồn chờ quốc hội cho phép. Bốn tháng sau, Bình Nhông lôi sành sạch cựu hoàng bảo đại đến bàn ký với Tổng thống Orion Hiệu ước ngày 8 tháng 3 năm 1949. Thế là người ta bắt đầu ván bài mới với những con bạc cũ. Cựu hoàng mang theo thứ phi mộng đẹp. Sau 1281 ngày đêm làm chính trị, ở một quận ngoại ô hẻo lánh của Paris, bãi biển can nơ và những hộp đêm hưng cảng bay về tổ quốc tự xưng là quốc trưởng và chọn đà lạt thành phố mộng mơ của thông gieo thác đổ làm nơi đóng đô cùng lúc ấy bảo đại đang đứng trước bài vị tổ tiên vào những lúc bế tắc thất vọng hoặc chán trưởng đường tình ái hay chính trị bảo đại vẫn thường tìm đến chỗ dựa tâm linh để cứu rỗi nếu ở kinh đô huế Ông đã đến thế miếu để bái lệ Nhưng đây là Đà Lạt Ông bày tạm bài vị tổ tiên trong biệt điện Gần phòng của tái tử Bảo Long Trên bàn thờ có hai thanh kiếm vàng vắt chéo Truyền từ đời chúa sãi Tượng trưng cho quyền lực và sự trường tồn của Triều Nguyễn Bảo Đại Anh ngậm ngùi Cầm lấy thanh kiếm Dùng khăn lau sạch Rồi đặt lên giá Ông giật mình nhìn ra ngoài khi nghe tiếng vó ngựa lọc cọc lăn trên dốc một chiếc xe song mã đang tiến vào dần cửa bà đại nhận ra người ngồi trên xe là hộ pháp phạm công tắc giáo chủ cao đài tây ninh ngồi cạnh ông ta là tướng nguyễn văn thành mặc sắc phục trắng ngù vai vàng lấp lánh bà đại nhíu mày kéo rèm tỏ ý không muốn nhìn họ thư ký riêng phạm bích xuất hiện hộ pháp phạm công tắc xin gặp quốc trưởng Bà lại nhún vai cười khởi Hắn lên đây để tăm lính tráng của hắn Chứ có phải vì ta đâu Gặp làm gì Xin quốc trưởng lưu ý Trong tay ông ta có mấy nghìn tay súng Còn đáng kể hơn cả lực lượng bảy viễn năm lửa Và lại lính của ông ta đang bảo vệ biệt điện Tôi được, gặp thì gặp Hộ pháp phạm công tắc và tướng Nguyễn Văn Thành theo sau Phạm Bích bước vào phòng. Bảo Đại giơ tay ra bắt một cách hở hững. Tăng đưa tay lên ngực, đầu cúi gập xuống. Tại mặt đoàn thể tín hữu cùng các chức sắc, hai viện kiểu trùng đài, hiệp tiên đài và hội đồng quản hạt, giáo phái cao đài Tây Ninh. Tôi xin bày tỏ nhiệt tâm và sự ủng hộ hoàn toàn bản hiệp ước mà Đức Quốc trưởng đã tay mặt quốc dân ký với chính phủ Pháp bảo đại mới tắt ngồi rồi mới hỏi ngài hộ pháp có cao kiến gì chăng và cả ngài tư lệnh nữa tôi rất sung sướng chờ ngay hai ngày nguyễn văn thành nói ngay từ quốc trưởng riêng về tây ninh thì xin quốc trưởng cho một ngoại lệ bảo đại giật mình ấp úng ngoại lệ ư phò công tác nói tây ninh hiện vẫn còn thiếu một tình trường theo đạo pháp vì đây là lãnh địa riêng người ngoại đạo không làm được tình trường đức hộ pháp còn bận trăm công nghìn việc thờ phụng đấng tối cao và các vị thần thánh liệu còn có thời gian lo việc trần tục hay không việc cai trị đám dân đen đâu dám làm bận trí đức hộ pháp nguyễn văn thành tản nhiên việc ấy cũng chẳng khỏi lo chỉ xin quốc trưởng chấp thuận nguyện vọng của đức hộ pháp. bảo đại nhún vai. các ông đã quyết như vậy thì để tôi bàn lại với thủ tướng nguyễn văn xuân. cùng lúc ấy ở phòng bên quốc sô nhăn nhó bảo phạm bích. ông làm ơn thưa dùng tôi với quốc trưởng xin ngài đừng từ chối lời tình cầu của họ. xưa kia vì muốn phục quốc và báo thù ngô vương phủ sai. Việt vương câu tiễn đã từng phải nhịn nhục 10 năm nếm phân. Nằm gai, gối đất kia mà. Bây giờ quốc trưởng có bố trí cho phạm công tắc một cái chức tình trường Tây Ninh thì đã thấm tháp gì so với đóng góp của họ trong sự nghiệp chống cộng. Bảo đại cười khởi, chán ngán ngồi phịch xuống ghế, nói với Phạm Bích. Ông Cú Sô đánh giá tôi quá cao. Tôi chưa bao giờ dám mơ làm một thứ cầu tiễn. Biết thế này, tôi cứ ở Pháp cho nhẹ thân. Ký xong cái mùng 8 tháng 3 này, tôi mới biết mình hớ. Nó làm tôi đau đầu quá. Ai cũng nhao nhao đến đây như quả thấy xác chết. Giặt một bọn cơ hội, biết xin ghế này lại xin ghế nọ. Mà tôi thì có quyền xếp đặt được gì đâu. Toàn người ở đầu ở đâu quyết định ấy chứ. Chẳng bù cho hồi tôi hương cả với Geneva. Con ma nào thèm ngó ngàng đến cựu hoàng của họ sống hay đã chết. Bây giờ thì kẻ xin được thì cười, kẻ không xin được thì chửi. Ôi, còn đâu những người yêu nước thương nổi. Điếu xì gà trên tay ông ta rơi hở hững xuống cái gà tàn. Thưa quốc trưởng, bí thư Phạm Bích khẽ khẳng. Tôi nghĩ ông tác vỏi vĩnh cũng có lý do Ông năm lửa mới có vài trăm tay súng Ông bể viễn có vài năm đi ra rừng xác theo Việt Minh Mà khi về đã được người Pháp trọng nể Còn cao đài có vạn tay súng, vũ trang tinh nhuệ Lực lượng này chẳng đáng kể lắm sao cố trưởng chấp thuận tình cầu của họ là thượng sách Chúng ta cần có thực lực vừa để đánh Việt Minh vừa để mặc cả với pháp lại thu phục được cánh cao đài như vậy chẳng phải cao kiến hơn binh pháp tôn tử là gì bắn một mũi tên hạ hai con nhạn xin quốc trưởng cân nhắc cô sô lững thững bước vào phòng thưa quốc trưởng theo những nguồn tin đáng tin cậy nhất quân trung cộng của mao đang tiến xuống phía nam như nước vỡ bờ gia đình tưởng thống chế đang tẩu tán tài sản Và cổ vật trở ra Đài Loan Còn mạch tích Đông Dương Dưới Trần Quốc Trường thì sao Sau thất bại Thu Đông 1947 Chúng ta đang bị căng ra Ở vòng cung đường số 4 Đông Kê-Tất Kê Có nguy cơ tất thủ Hiện nay không còn chỗ nào gọi là an toàn Đối với chúng ta nữa Bình pháp cổ đã nói tới phép Biến nguy thành an Nếu có nhãn quan chính trị sắc bén và những hành động khôn khéo, chúng ta sẽ lật ngược được tế cờ. Theo những nguồn tin riêng mà tôi được biết, hiện nay đã xuất hiện một số xu hướng và lực lượng ly khai Việt Minh. Họ là những người quốc gia kháng chiến, không cộng sản. Bộ kiều bày viễn, Trần Văn Soái. Không, tôi quốc trưởng, những con người này sáng giá hơn, hiệu quả hơn nhiều so với đám nửa anh chị, nửa thổ phỉ đó. Chính họ chứ không ai khác sẽ làm tay đổi cục diện ngoại giao, chính trị và quân sự theo hướng có lợi cho ta. uy thế của quốc trưởng sẽ cải thiện đáng kể trước con mắt thế giới. Tôi đã đề nghị các ông, Nguyễn Đình Tại, Trần Mạnh, Ba Danh nhanh chóng thẩm tra, tập hợp tin tức, xác thực về các lực lượng ly khai trong lòng Việt Minh. Từ quốc trưởng, ý tưởng được ghi trong hiệp ước Người Việt Nam tự vận động để thực hiện lấy sự thống nhất của mình trong cối liên hiệp pháp sắp hoàn toàn trở thành hiện thực. Mắt bảo đại sáng rực lên, hào háu nuốt từng lời của Cusso. Vấn đề là làm thế nào xuất hiện càng nhiều gương mặt quốc gia kháng chiến trong nội các của chúng ta càng tốt. Trong khi đó, những năm lửa bình xuyên, cao đài vẫn còn có ích. Chúng ta cần tập hợp và cần tranh thủ Bà đại hất hàm Bảo Phạm Bích Ông tổng Ngay Văn Tư Tôi giao chức tỉnh trưởng Tây Ninh Cho Phạm Công Tắc Dạ từ quốc trưởng Đã thảo sẵn đây ạ Tốt Ông lấy rượu ra đây Chúng ta phải nâng cốc Chúc sức khỏe ra cắt tiên sinh của chúng ta Phạm Bích lăng sang rót rượu Ba người cùng nâng cốc Cút sô mỉm cười uống mừng quốc triệu, linh hồn của sự nghiệp vĩ đại của một đất nước đang hồi sinh từ cho tàn cảm ơn ngài cố vấn ba người cùng uống cạn ly rượu tại một ngôi nhà gần sông đáy yên tĩnh và vắng vẻ hơi cách biệt với các cơ quan ti tiệp báo trung ương hoàng đạo đang ngồi chăm chú đọc các tài liệu từ vùng địch gửi ra nguyễn tạo đến chỗ hoàng đạo tay cầm một tờ báo. Thằng Liêu nhung thay bù lạ ác rồi. Con diều hâu béo nục bị gãy cánh ở đông kê nên về vườn sớm. Biện pháp phái được gôn đang lên như diều. alexandri và các băng chị E đang hụt hoặc nhau. Nào bây giờ, chúng ta đọc xem nó nói gì. Ông nhìn vào tờ truyền đơn tôi vừa nhặt được. Nó ngoài bờ sông kia. Từ hôm qua đến giờ không biết nó giải bao nhiêu lần rồi. Hai người trụng đầu vào nhau đọc. Hỡi quốc dân đồng bào, hỡi những người quốc gia kháng chiến, hiệp ước ngày 8 tháng 3 là thắng lợi trên con đường độc lập thống nhất cho dân tộc. Hiệp ước đã thỏa mãn mọi yêu cầu và nội dung. Ông Tạo ngừng đọc với cái điêu cầy Làm một hơi rồi mới nhận nha. Anh thấy chưa? Bọn chúng cắt một con bài quốc gia kháng chiến đến mức nào vậy thì hà cớ gì ta không làm thỏa mãn cơn cát này của chúng nhỉ nguyễn tạo chợt cười phá lên đúng thế tôi đang nghĩ đến nước đi táo bạo ấy đấy phải có một người như kinh kha sang sông đợt này nhưng không phải đi diệt tần tùy hoàng như kinh kha là người của ta đi là để tìm cách tạm thời sống chung với kẻ đối lập phải lắm anh quá hiểu tôi nhưng ai có thể làm được việc này? Anh chứ còn ai nữa? Hoàng đạo trợn mắt. Anh không nói đùa đi chứ. Đưa tôi vào Hà Nội, khác nào nộp tôi cho hổ. Cả cái tỉnh thanh hóa này, ai mà không biết tôi đã từng là trưởng ty công an của Việt Minh. Địch biết thì đã có sao. Vấn đề là để cho nó tin. Cậu giấu kín những điều đó, nó không biết và không giấu những điều nó đã biết. Cũng khó đấy Hoàng đạo đề xuất Chỉ ít anh cũng phải chuẩn bị cho tôi Một cái lý lịch giả Một vỏ bọc tốt Ví dụ anh có thể đánh tôi sang Hồng Kông Hay Thái Lan Singapore gì đó Rồi từ đó tôi tìm cách về lại Sài Gòn Trong vai nhà buôn chẳng hạn Ấu trị Ấu trị lắm Nguyễn Tạo xua tay Bọn tình báo nhà nghề Nó có đủ điều kiện làm một cuộc điều tra ngược Và lúc đó nó sẽ lột trần cậu ra Như một quả chuối bị bóc vỏ Nhưng nào tôi đã được chuẩn bị gì đâu Và bọn Cusso đi Là những con cáo già tỉnh báo Tôi sợ sẽ làm đổ bể mất tôi Nguyễn Tạo ôn tồn Đặt tay lên vai hoàng đạo Tôi và anh ra tù và tội Chạm chán với những tên thường dân cáo già Còn công ngại Ngại gì mấy thằng Tây trẻ xanh này libra lái xe chở thái trên đường phố hắn liếc nhìn anh nói mấy hôm nay nhiều việc quá không đến bệnh viện thăm anh được mong anh ta lỗi thái ngượng ngùng đáp lại ông nói làm tôi tìm xấu hổ thật buồn cười một vết thương mũi cắn mà phải nằm ở nhà thương tôi nghĩ anh hoàn toàn xứng đáng được hưởng hai ngày nghỉ phép cảm ơn thiếu tá Thế bây giờ anh muốn nghỉ ở đâu nào? Thái chỉ cười và không đáp Debra nhèo mắt Anh muốn chết cho anh chết Đến nhà cô đầu được không? Thái gật đầu Debra lái xe Ngoặt vào đường cơm tiên Đến trước nhà cô đầu Debra dừng xe lại Mỉm cười bảo Thái Anh cứ hết mình với các em Khi nào cần tôi sẽ cho người Lôi anh ra khỏi thiên đường Cảm ơn tiêu tá Đi ra, định đi thì vừa lúc ấy ca sĩ tài tử Quang Bảo cũng đến. Chào thiếu tá. À quên, chào ông Dư. Ông có một cái tên Việt Nam rất giản dị. Tôi lấy làm vinh hạnh vì sự có mặt của ông và của ông Kim Sơn trong đêm biểu diễn ra mắt của tôi đó. Mong ông sẽ cống hiến nhiều cho đài phát thanh Pháp Á của chúng ta. Quay lại phía Tái. Đây là ông Tái, bạn tôi, Hôm nay ca sĩ cũng... Ồ, oh, tôi đến đây thường xuyên mà. Hát ả à đào là một hình thức diễn sướng dân gian, một viên ngọc của dân ca dân tộc tôi. Mọi thứ chơi tào nhã của giới tao nhân mặc khách. Xin mời ông Dư và ông Thái. Xin phép, hẹn với ông, sẽ có một buổi trắng đêm tại đây. Còn bây giờ ông Thái sẽ thay tôi làm việc đó. Họ bắt tay nhau. Quang Bảo và Thái đi lên nhà. Quang Bảo đi sát người Thái, đặt vào tay Thái một tờ giấy. Thái giật mình, đứng lại nhìn Quang Bảo, chân chân. Quang Bảo nhún vai đi lên trước. Thái vào toilet, mở ra đọc. Việt Minh kết tội tôi là buôn lậu, vì tôi có đem theo một số hàn từ vùng tề. Ngoài ra, không có gì đáng lo. Tôi bị ngã, đau ốm liên miên. Có thể dùng tiền để tu xếp việc này Mong tin sớm Tái đi đến chỗ Quang bảo Sau đây tôi có thể tìm ông ở đâu Khỏi cần Nếu ông Dư hỏi nguồn tin này lấy ở đâu Thì trả lời thế nào Là một chiến sĩ điệp báo Mà lại hỏi như vậy sao Hai người và chiếu hát Giọng hát mượt mà Và ta tiết lại vang lên Trong phòng riêng của mình Đi vừa ra đang nghe đài giọng người phát thanh viên những ngày qua tại đà lạt cựu hoàng bảo đại đã mở rộng những cuộc tiếp xúc với nhiều nhân vật quan trọng vừa ly khai việt minh về tụ nghĩa dưới ngọn cờ chính nghĩa quốc gia như bảy viễn năm lửa trần văn soái ngài cũng đã gặp gỡ giáo chủ phái cao đài tây ninh hộ pháp phạm công tắc và hòa thượng chân tín chủ tịch hội đồng trị sự phật giáo nam kỳ để nghe các vị cho những cao kiến về quốc sách hiện nay. Kết thúc chương trình, xin mời quý vị nghe một giọng hát vàng của Đài Phát Thanh Pháp Á, ca sĩ Tài Tử Quang Bảo, người vừa ly khai Việt Minh trở về. Bài hát ngày về của Hoàng Giác lại vang lên. Cami đi vào, đi bra tắt đài. Thưa tiêu tá, bộ phận tự dạng sau khi đối chiếu với bút tích của Kim Sơn viết để lại đã xác định bức thư đúng là của Kim Sơn viết tốt cảm ơn đại úy Cami dập gót giày chào Deborah và bỏ đi Deborah mở hộp thuốc Caravan A rút một điếu hút rồi quay máy điện thoại đại úy manh phải không đại úy đã cho phối kiểm nguồn tin quan trọng ấy chưa đầu kia Jacemang trả lời từ tiểu tá, Túng là việt minh đang tập trung cán bộ lên việt bắc chỉnh huấn, có thể họ sắp đánh lớn. cảm ơn đại úy. hắn đặt máy điện thoại xuống, cô nhân viên bước vào. ông tái đã đến theo yêu cầu của tiểu tá. cho anh ta vào đi. tái vào, đi bờ ra vào chuyện ngay. anh có thể ra vùng ngoài ít ngày được không? thái suy nghĩ làm bộ khó khăn tôi tôi hơi ngại hình như việt minh đã bắt đầu nghi ngờ theo dõi tôi ông nên để bà kiểm đi ồ bà ấy là người buôn khả năng giao tiếp với việt minh còn hạn chế làm sao mà tìm được kim sơn bị giam giữ ở đâu nếu tôi ra mà lại bị việt minh trột thì sao thưa tiểu tá thì lại dùng tiền chuộc ra dạ xin đa tạ ông dư Người Pháp chúng tôi Kỳ đã là bạn Thì trung tùy với nhau lắm Đi vừa ra mở tủ Lấy ra một sập tiền Tôi đưa anh một vạn đồng Nếu cần nữa thì tôi đưa thêm Phải cứu được Kim Sơn ra Nếu Kim Sơn không ra được Là học hết mọi chuyện Được ông tín nhiệm Tôi xin hết lòng Thái cúi đầu lễ độ Tại ti điệp báo Kim Sơn đang lên cơn sốt rét nằm đắt chăn run bần bật cô nụ nhân viên lấy nhiệt kế trong người kim sơn ra xem vẫn chưa sốt anh chịu khó uống hết ca sữa này đi kim sơn thở dài cả ti đang chạy gạo từng bữa lấy tiền đâu mà mua sữa cho tôi uống nói thật nhé sữa guigo của thằng dư gửi cho anh đấy anh chưa kịp phải lòng nó nó đã mê anh như điếu đổ nó sẵn sàng bỏ ra hàng chục nghìn đông dương để chuộc anh ra đấy Kim Sơn cười Tôi cả giá vậy sao Nguyễn Tạo bước vào Bọn này quyết định bán cậu cho Bibra Để lấy tiền cứu đói cho cả ti Cậu còn ngồi tù Ở đây ngày nào Đi Bra ra bọn phòng nhì Còn không ăn ngon ngủ yên Thế nào Đã đủ gân cốt Quay về thành được chưa Kim Sơn lại cười Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo Thất bát giảng cũng lội Tam thập lục đèo cũng qua mà anh nguyễn tạo nghiêm nét mặt chưa uống hết ca sữa này thì còn tù mọt không thủ trưởng có thể ký lại ân xá ngay bây giờ không kim sơn đưa ca sữa lên uống một hơi trong phòng riêng nguyễn tạo đang làm việc với thái ông căn dặn dạ. anh về bảo đi bra nhờ tiền lo lót lại có hai người gốc nam bộ có thế lực là lê văn lăng thanh tra công an và đại tá lê văn chất Che chở cho thằng em đồng hương Kim Sơn mới được thả Nhưng bị trục xuất khỏi quân đội Giống vất vưởng đâu đó Trong vùng cống thần Chợ đại Kim Sơn cũng mất luôn mùi hồng quân Vì hồng quân bị triệu tập lên Việt Bắc Chỉnh huấn Hiện giờ Kim Sơn đang cố sống chết Tìm cách liên lạc với những người đồng tâm Còn đồng tâm như thế nào Thì Kim Sơn không chịu nói với anh Thái hỏi trong trường hợp Dubra quay cú Bắt tôi ra một lần nữa Kéo Kim Sơn vào thành Thì tôi phải làm gì Anh phải từ chối khéo Và giới thiệu bà kiểm cho hắn Thái trở về Hà Nội Đến trụ sở của đưa Nhưng không vào ngay Anh chọn một quán cà phê xế đó Ngồi nhìn ra đường Chờ cho chiếc xe Jeep của Dubra đi khỏi Mới rời quán vào trong trụ sở Tiểu ý Beck trực ban trông thấy anh rối rít ôi sếp ông mong mòn mỏi mắt sếp dặn nếu ông về thì tin ngay cho sếp cảm ơn tôi cũng vừa về xong không được khỏe lắm tái lấy điệu bộ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế uống xong cốc nước Beckerin -be đưa tái đứng dậy Beckerin -be vội hỏi nếu sếp hỏi tìm ông ở đâu sếp biết hang ổ của tôi mà chào tiểu úy trong nhà cô đầu, Thái buông thả thân thể mình bên một ả à đào trẻ. Một nữ ca sĩ đang hát ca trù. Đi bờ ra sồng sọc đi vào, không còn ý tứ như mọi hôm. Hất hàm. Đi thôi, anh bạn, sẽ hưởng cảnh lâm tuyển sau vậy. Trên xe jeep Thái nói. Tiền của ông mạnh thật, nhưng nếu không có hai ông anh đồng hương, đầy quyền thế của Kim Sơn đứng ra bảo lãnh, thì cũng chẳng nên cơm cháo gì Hai người đó là ai? Lê Văn Lăng Thanh tra công an Và đại tá Lê Văn Chất Hiện giờ Kim Sơn ở đâu? Tôi không được gặp trực tiếp Nhưng biết chắc anh ấy được thả Sau khi bị tức quân tịch Và đang ở cống thần chợ đại gì đó Còn đại đội trưởng Hồng Quân Bị gọi lên Việt Bắc chỉnh huấn Đi bờ ra trở nên lầm lì Lặng lẽ cho xe lao đi trên đường phố thái liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên kim sơn nhắn tôi sở dĩ anh ấy còn luẩn quẩn ở đấy là có ý trở liên lạc với một số người đồng tâm trí cốt đi la lạnh lùng nói một mình đồng tâm trí cốt có thể như thế vậy sao rồi quay sang nhìn thái anh phải đi lần nữa bằng mọi cách lôi kim sơn về đây cho tôi tôi đi nhiều quá chắc chắn Việt Minh nhẫn mặt rồi. Có thể làm nhỡ việc của thiếu tá. Đi ra không nói gì, tiếp tục lái xe. Tái tỏ vẻ rụt rè. Thưa ông Dư, việc này có thể giao cho bà Kiểm. Nhưng bà ấy có biết khu cống thần chợ đại không? Bà ấy là người buôn hàng, chỗ nào bà ấy chả biết. Như thế hay hơn. Được, ông đi tìm bà Kiểm cho tôi. Các bạn vừa nghe xong phần 3 tiểu thuyết tình báo dài kỳ của tác giả nhà văn Mai Vũ. Tổ điệp báo A13. Truyện tình báo, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ cũng như để lại bình luận để tương tác cùng truyện tình báo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình 20 giờ Tối hàng ngày trên kênh